Sau 6 tháng tranh tài, cuộc thi Công nghệ trí tuệ Student Gtech năm 2021 với đề tài chế tạo thiết bị đai ốc tự động đã tìm đường chủ nhân của ngôi vô địch từ gần 100 đội thi đại diện cho các trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn miền Bắc. Sau 6 tháng triển khai, cuộc thi công nghệ trí tuệ Student Chia Tech 2021 đã nhận được sự quan tâm và yêu thích của đông đảo các bạn sinh viên kỹ thuật, yêu thích sáng tạo. Vòng chung kết chính là cơ hội để các đội thi trình bày ý tưởng và thiết bị hoàn thiện của mình, chứng tỏ khả năng sáng tạo và vận dụng kiến thức vào sản phẩm cũng như thuyết trình trước ban giám khảo. Bên cạnh đó, chương trình cũng là dịp để các bạn sinh viên có cơ hội giao lưu, giải đáp thắc mắc, chia sẻ kinh nghiệm cũng như học hỏi từ các đội bạn. Chung kết cuộc thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất và hai giải nhì cho ba đội thi của trường Đại học Bách khoa Hà Nội và ba giải ba dành cho trường Đại học Phenica, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên và Đại học Điện lực thông qua chương trình đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên việt nam mong muốn cuộc thi sẽ trở thành một sự kiện thường niên về công nghệ dành cho sinh viên kỹ thuật góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước